Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì trời mưa quá, tôi lại có một chiếc xe này nhưng mà cũng chưa có rửa ráy gì được. Và hơn nữa là chiếc xe này là của một ông anh đang muốn gửi tôi bán hộ chiếc xe này quý bạn nhé. Tôi chưa mua được, nếu như mà trong thời gian mà khoảng độ một tháng mà tôi chưa bán hộ được ông anh thì ông anh lúc đấy bán cho tôi, lúc đấy là tôi mới mua. Vì ông anh bảo là cũng chưa cần tiền ngay, cho nên là khoảng một tháng nữa mà không bán hộ được thì tôi sẽ xuống tiền tôi lấy con này. Và thưa với quý vị và các bạn, đây là chiếc xe Toyota Venza phiên bản 3.5 nhập Mỹ quý vị bạn nhé. Đây, phiên bản 3.5 là đầy đủ option rồi, từ loa JBL các thứ đều đầy đủ hết rồi. Đồng hồ công tơ mét thì mới lăn bánh được 6.8 vạn thôi quý bạn ạ, 6.8 vạn quý bạn nhé. Ghế điện này, đấy, ghế lái chỉnh điện này. Năm sản xuất thì chiếc xe này sản xuất năm 2009 quý vị các bạn ạ, nhập khẩu từ Mỹ. Đấy, rất là đẹp luôn quý bạn nhé, chiếc xe này rất là đẹp. Xe ông anh đang sử dụng đấy quý bạn nhé, chưa có dọn rửa chứ đâu, chưa dọn rửa một tí nào cả. Đấy, tôi cứ quay qua lên đây để tôi đăng. Đây, phiên bản này là phiên bản đủ này, hai cửa nóc quý bạn ạ, nội thất da cao cấp còn rất là đẹp, hai cửa nóc luôn, điều hòa, cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau đầy đủ này. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn nha quý bạn nhé. Đầu CD, đầu CD màn hình này, sấy ghế này, đấy, option thì không có thiếu một cái gì cả quý vị các bạn ạ. Vì cái phiên bản 3.5 là đầy đủ hết rồi. Còn nếu như là phiên bản 2.7 thì nó lại có cả phiên bản thiếu, phiên bản đủ. 3.5 là đủ hết rồi quý bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Một chiếc xe Toyota Venza 3.5 nhập Mỹ, sản xuất năm 2009, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội quý vị và các bạn nhé. Nội thất thì màu kem rất là đẹp đây. Và cốp cũng là cốp điện rồi quý bạn nhé, tôi mở cái cốp sau cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Đấy, cốp sau cũng là cốp điện quý vị và các bạn nhé. Đấy, và nội thất phía sau này rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, cốp điện này, nội thất phía sau rất là mới này. Đấy, tất cả những cái phần nhựa này đều rất mới quý vị các bạn nhé. Vì mới lăn bánh có 6.8 vạn thôi, lớp sơ cua cũng còn nguyên bản luôn. Đấy, rất là đẹp. Một chiếc xe 2009, tính ra là năm sử dụng thì là 13 năm rồi, nhưng mới có 6.8 vạn thôi. 6.8 vạn quý bạn ạ, tính ra là đồng hồ công tơ mét thì là cũng và km thì phải hơn chục vạn rồi. Đấy, nhưng mà rất là mới, rất là đẹp đây quý vị các bạn này. Đấy, Toyota Venza phiên bản 3.5 AVKD, tức là hai cầu quý vị các bạn nhé. Số tự động hai cầu. Đấy, rất là đẹp luôn. Option thì nhiều. Bây giờ tôi sẽ mở cái nắp capo này lên cho quý vị và các bạn cùng xem về cái nắp capo này. Đây là cái phần động cơ quý vị và nhé. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Venza là lắp cái động cơ xăng 3.5 lít động cơ V6 quý vị các bạn ạ. Cũng rất là đẹp luôn, vì chiếc xe mới lăn bánh được có 6.8 vạn thôi, cho nên là cái động cơ này rất đẹp, rất là mới đây quý bạn nhé. Chưa có dọn dẹp gì đâu ạ. Chiếc xe này là anh chủ xe vẫn đang đi, đang sử dụng và tôi chỉ đang bán hộ thôi quý bạn nhé. Trước khi tôi mua chiếc xe thì ông anh bảo là chưa cần tiền ngay thì cứ bán hộ đã, nếu như bán hộ cho nó được cái giá người dùng. Còn lại là nếu như mà trong khoảng một tháng mà tôi không bán được thì ông anh mới bán cho tôi. Và giá mong muốn thì ông anh đang mong muốn là bán là 599 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Đấy, tức là 600 triệu đồng đấy. Nhưng mà tôi để cái giá là 599 triệu đồng cho nó đẹp. Đấy, quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Venza 3.5 2009 tên tư nhân biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Mm-hmm.